Chiếc tàu này rất là bé nhé cả nhà nhé. Đó, rất là chênh vênh, không biết là bà con ở đây người ta làm sao có thể di chuyển được, đi được những chiếc tàu như này. Đúng là ở môi trường nào thì chúng ta sẽ quen với môi trường đấy, thì bà con ở đây thì chắc là người ta cũng quen với cái môi trường sinh sống ở trên biển rồi, nên người ta mới có thể lái được chiếc tàu di chuyển ra biển và đánh bắt hải sản như thế này. Quý vị thân mến, sau khi mà Xuân Hữu cùng với anh em lên đến cái điểm dừng chân này, Xuân Hữu rất ấn tượng với cái khung cảnh ở nơi đây. Đó, lúc nãy thì cả nhà cũng được ngắm cái cây si tỏa bóng mát, những hàng cây nó đang xen nhau, những cây nó đang tán lá rất là rộng tạo bóng mát cho cái quán ở đây. Và ở đây thì có rất nhiều những cái chiếc võng để cho anh em có thể nghỉ ngơi, uống nước và ngắm view ra bờ biển. Đặc biệt là cả nhà sẽ được ngắm, đây là toàn bộ những chiếc tàu của ngư dân, và phía bên kia là ngư dân trên biển người ta tập trung sinh sống ở phía bên xa xa kia. Đó, và như Xuân Hữu đếm xuyên qua ở đây không biết bao nhiêu chiếc tàu, rất là nhiều. Và đến tầm giờ này là khoảng 4 giờ chiều, đây 4 giờ chiều thì bà con ngư dân bắt đầu di chuyển tàu đánh cá của mình ra ngoài biển khơi để tiếp tục những hành trình đánh bắt hải sản. Và không biết là bà con ở đây bắt hải sản đến bao nhiêu giờ. Hơi ho cả nhà, nhưng mà khả năng bà con người ta sẽ di chuyển đến sáng luôn, sáng tầm khoảng 4 giờ sáng hoặc 5 giờ sáng là nó di chuyển về bờ để giao những cái hải sản tươi sống mà người ta đánh bắt được, giao cho các thương lái để ra chợ bắt đầu di chuyển đi cho các nhà hàng mà cần đến đồ hải sản tươi. Và bây giờ anh em sẽ ngồi ở đây uống nước nghỉ ngơi một lúc và tiếp tục di chuyển lên Phú Yên cả nhà nhé. Rồi, bên này đẹp quá nhỉ. Quá đẹp luôn. Người ta tắm lắm giờ lại được tại nhà Tây ấy, bằng vâng. Tây là hay tắm anh. Tắm mà họ tắm kiểu tắm nắng ấy. Lúc nào tại sao họ cứ mà có một cái ghế ở ngoài họ ngồi họ tắm nắng, thậm chí họ còn tắm cát, vùi trên cát, vùi cát ra. Họ giỏi tắm nắng nhỉ. Vâng. Mình tắm về ốm luôn. Mình tắm về là ốm luôn. Chào mừng quý khán giả quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu Đàn Tính. Hiện tại Xuân Hữu đang đi trên cung đường trên thành phố Nha Trang cả nhà. Và ngày hôm nay là một ngày Xuân Hữu bắt đầu tạm biệt thành phố Nha Trang, một thành phố biển vô cùng đẹp, đã để lại cho Xuân Hữu rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc, nhiều ấn tượng và còn lưu lại rất nhiều những kỷ niệm tại Nha Trang. Đặc biệt là cảm ơn anh chị Thanh Tình rất nhiều, chủ khách sạn Cloud Hotel đã giúp đỡ anh em trong quá trình ở Nha Trang mấy ngày qua. Cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và sẽ đón nhiều lượt khách về với thành phố biển Nha Trang. Ngày hôm nay là Xuân Hữu đồng hành cùng với anh Tú đầu kéo Vlog. Chào cả nhà nhé. Đẹp trai số 1. Úi dồi ôi. Cho anh xuống đi chứ bay cao lơ lửng trên trời mà ngã đau lắm. Mình lúc nào mình phải thăng bằng đi thấp dưới mặt đất thôi. Chứ mình cứ nghĩ là mình đẹp trai, mình giỏi là chết dở. Lúc nào cứ bình thường ấy. Và bây giờ thì Xuân Hữu cùng anh Tú được kéo vlog và anh già làng Tây Nguyên. Đó, anh là làng Tây Nguyên đây cả nhà. Đó, đang cầm máy quay cho Xuân Hữu. Đẹp trai. Anh già làng Tây Nguyên tí nữa lúc nào rảnh hát tặng em Xuân Hữu một bài ha. Okay, chắc chắn rồi. Có cái đàn guitar ở đi xe lúc nào cũng có, thì chỗ nào không cảnh đẹp mình dừng lại mình. Ok anh. Hát hò nhá. Rồi, bây giờ sẽ cho khán giả xem view biển của Nha Trang nhá. Tạm biệt thành phố Nha Trang. Kia có những cái miếu thờ nằm chênh vênh giữa biển đẹp nhỉ. Tí quá mình không được ra đấy anh nhỉ. Ô được. Đúng rồi. Ô được. Vâng. Ô đẹp thật đấy anh ạ. Những miếu thờ đó là như thờ những người mà đi kiểu ngư dân người ta trải lưới đấy. Thật đấy ạ. Vâng, hay thờ. Đây là sang bên đường này thì là một con đường khác của Nha Trang. Đấy, mình sẽ đi đường ven biển ở đây. Mình lên Phú Yên khoảng bao xa nhỉ anh Tú nhỉ? Mình đi hơn 100 km nhưng mà trưa nay bằng thắng nó dừng lại để giao lưu với một
bác khán giả ở Ninh Hòa. Dạ. Hồi trưa mình giao lưu đấy, buổi chiều mình mới chạy về đến Phú Yên ạ. Phú Yên. Cái cung đường này đi có chỗ nào đẹp mà anh Tú chia sẻ giúp em ha? Ôi giời. Nói về cung đường đi dưới như anh đang chọn thì toàn là đường ven biển. Cho nên là ít nhất là ra đến Bình Định là Quy Nhơn là mình toàn bộ là chạy hầu như là dọc bãi biển Việt Nam, là rất là nhiều thắng cảnh đẹp. Nên nếu như mà kể tới thì tới đây mình sẽ đi sang đến tỉnh Phú Yên thì mình sẽ đi qua đèo Cả, một nơi mà đẹp là cũng phải ngang ngửa với đèo Hải Vân. Dạ, ui tuyệt vời. Cái cảnh là không phải nói là bên 9 bên 10, không có bên nào hơn bên nào hết. Dạ. Mỗi nơi nó có một cái vẻ đẹp riêng, khi lên đấy thì mình mới cảm nhận được. Nếu mà so xét kỹ ra biết đâu đấy còn đẹp hơn là những cung đường ven biển Ninh Thuận hôm nọ mà mình đã từng qua. Dạ. Nhưng mà thực ra nói thế thì nó bị ba phải quá. Vâng. Thôi mình chọn là tất cả đều đẹp như nhau. Vâng. Bây giờ hôm nọ vừa nhận bên kia đẹp mà bên này cũng khen đẹp nữa thì mình bị kiểu là tham lam quá. Vâng. Nhưng mà đúng bản thân Tú là thấy rằng là biển Việt Nam mình có rất là nhiều những cung đường ven biển đẹp tuyệt vời. Đấy, mỗi nơi sẽ có một cái đặc thù riêng, cho nên là chỉ đến chiều nay thôi chúng ta chạy qua đường ven biển ở bên đèo Cả là cả nhà sẽ được xem cung đường đấy cực kỳ đẹp tuyệt vời luôn. Sẽ chạy dọc về đến thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên, sau đó ngày mai mình sẽ thăm Gành Đá Đĩa. Ai ra là một thắng cảnh đẹp, nếu mà đi xuyên Việt mà ghé được được đấy nhá. Anh em mình ở một bãi biển kia, còn bên này còn một bãi biển nó cũng ngắn ngắn nữa, làm ở phía bên này cũng đang có những tòa tòa nhà rất cao rất đẹp. Đây là khu trung tâm thành phố. Còn bên kia là cái Hòn Trông đấy nhà. Hòn Trông ở bên kia cả nhà. Xuân Hữu và anh Tú có đi tìm Hòn Vợ nhưng mà chưa tìm được. Vâng, bởi vì là hơi xa đi. Mà cung đường này lúc nào cũng có những cái bóng cây dừa dọc theo cái tuyến ven biển thơ mộng. Hình như là anh Tú có biết cái câu chuyện về Hòn Chồng Hòn Vợ nhỉ anh Tú nhỉ? Anh chỉ nhớ sơ sơ là ngày xưa hai vợ chồng bị bão táp thì cuốn đi, thì người chồng ấy nắm tay người vợ để líu giữ thì bám lên cái hòn đá đấy là có để lại một cái dấu tay. Vâng. Nhưng mà người vợ bị trôi mất ra xa một chỗ, còn người chồng ở đấy thì hóa đá. Anh nhớ sơ sơ vậy. Vâng. Chứ còn không nhớ kỹ nên là đôi khi có thể là bị sai. Vâng. Nên là mình cũng không dám là kể. Thì bây giờ sẽ nhờ quý vị khán giả trên kênh nhá, có biết câu chuyện này thì chia sẻ giúp Xuân Hữu với anh Tú và anh Giờ Làng Tây Nguyên. Trong mấy ngày ở Nha Trang thì anh Tú có thể chia sẻ một chút về cái cảm xúc cũng như những cái kỷ niệm mà khi mà anh ở thành phố Nha Trang cho khán giả trên kênh của em được biết. Mục tiêu của Tú đề ra thì là đến Nha Trang là phải bơi được nhiều. Vâng. Cho nên là tính tỷ lệ ra là mình cũng đã bơi được khoảng 4 buổi ở Nha Trang rồi. Vâng. Là cũng là đã đề ra được cái mục tiêu đấy là đã đạt được. Và bơi là cảm thấy là người mình cũng dẻo dai hơn. Những cái bơi rất tốt cho xương khớp, cho nên là khi mình bơi được mấy hôm ấy là mình thấy là cái thể lực nó tăng hơn một chút. Bình thường mình bơi một chút là mình mệt rồi, nhưng mà hôm qua ngày cuối cùng bơi ở Nha Trang thì mình đã bơi một cái đoạn rất là dài, cỡ cả 100 mét ấy. Đã. Bơi hai lần như thế khỏe. Và hai nữa là khí hậu ở Nha Trang thì thế này, nó hơi ban ngày hơi nắng một chút thôi, nhưng khoảng 5 giờ chiều mình đi ra bơi là rất là đẹp. Biển Nha Trang thì tuyệt vời, cát mịn trắng, không có sóng to, đấy là một cái mà tuyệt vời nhất ở Nha Trang. Thì đây là Nha Trang người ta gọi là cái vịnh ấy. Vâng. Cho nên là sẽ khuất với lại những cái sóng to gió lớn hơn. Vâng. Cho nên là một cái nơi phải nói là lý tưởng để mà tắm biển. Với hai nữa là bãi biển thì nằm dọc ở thành phố, thì một thành phố trẻ trung, năng động, nhộn nhịp và rất là đẹp. Thì Tú đi rất là nhiều cái nước ở trên Đông Nam Á rồi. Đó là mình có sang đến Pattaya của Thái Lan, thì người ta cũng khách Việt Nam mình đi sang tham quan đấy rất là nhiều. Nhưng mà thực ra thì Pattaya thì thua xa Nha Trang mình, thậm chí còn không bằng cả Quy Nhơn cơ. Đấy. Mà... còn Phuket thì mình chưa tới. Chắc là khi nào đó mình có thời gian mình sẽ sang thử cái biển Phuket của Thái Lan xem mà có sự khác biệt gì không. Mà... còn bên một nơi nữa đó là ở bên Maldives thì mình cũng chưa được đi, nghe nói bên đấy cũng đẹp lắm. Mà theo tôi cũng cảm nhận thì Việt Nam mình với
lãnh thổ có chiều dài giáp với biển Đông đây thì rất là nhiều thắng cảnh biển đảo đẹp, những vịnh đẹp, bãi cát trắng mịn. Thì nói chung là theo tôi nghĩ là về tài nguyên, về du lịch Việt Nam mình hiện tại đang về số 1 của khu vực Đông Nam Á này. Còn top châu Á thì chắc là mình nghĩ là cũng phải là nằm trong top đầu của châu Á luôn. Vì không phải dễ gì mà Việt Nam mình đang thu hút rất là nhiều khách du lịch về đây. Nhưng mà có cái điều hạn chế đó là những con người làm du lịch thì chưa kịp thích nghi. Thái Lan thì họ hơn mình ở cái là đó là chất lượng về dịch vụ. Họ gọi là xứ sở về nụ cười. Khi mà làm du lịch thì con người ở đấy họ rất là thân thiện, họ cười, họ đón khách rất là niềm nở. Cho nên là đấy là một cái điểm mà níu chân du khách. Thì mong rằng qua kênh của em Xuân Hữu mà có những người khán giả đang làm về du lịch thì mình sẽ cố gắng khi tiếp khách du lịch, đón khách du lịch thì mình sẽ là lúc nào cũng thân thiện nhất có thể, vui vẻ nhất có thể để lại được cái ấn tượng mà tốt cho khách du lịch, để Việt Nam mình sau này có thể là thành một cái quốc gia mà phát triển nhất về du lịch. Vì tài nguyên của chúng ta là rất nhiều về du lịch. Nhưng mà chúng ta đang thiếu cái quan trọng, đó là tài nguyên về con người. Con người đó là những cái ứng xử văn minh trong du lịch, những cái lạn gọi là chèo kéo khách du lịch này, hoặc là chặt chém này, thì đâu đó là vẫn còn, nó không còn nhiều nữa. Ngày càng là giảm bớt rồi, nhưng mà vẫn còn là rất cần là sự chung tay của tất cả. Đấy, hy vọng là Việt Nam mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Tuyệt vời quá, cảm ơn anh Tú rất nhiều. Rồi, bây giờ thì Xuân Hữu sẽ hỏi xem cái cảm nhận của anh Gia Làm Tây Nguyên khi mà đến với Nha Trang. Nói chung là trước khi đến với Nha Trang thì mình thì ở trên núi thì không biết bơi nữa cả nhà. Xuống với Nha Trang thì anh Tú bảo là đi bơi, nhưng mà mình cũng sợ bơi bởi vì mình bơi bị kém ấy. Nhưng mà chiều hôm qua đi bơi một lần cảm thấy là sảng khoái trong người luôn, rất là thích luôn. Bây giờ thích bơi nữa nhưng mà lại không có cơ hội nữa. Lên Quy Nhơn, lên Quy Nhơn chắc chắn là sẽ bơi tiếp. Về đồ ăn thì ở Nha Trang thì anh thích nhất đồ ăn gì anh Già Làng? Nói chung là về đồ ăn ở Nha Trang thì đến với Nha Trang thì nó có cái đặc sản là bún chả cá đấy. Vâng. Bún chả cá mình ăn món này mình cảm thấy là cái khẩu vị nó vừa ăn vừa với cái miệng luôn. Và những cái món buffet ở trong khách sạn Crown Hotel thì cũng rất là vừa ăn luôn. Yeah. Ẩm thực ở đây mình thấy là không chê vào điểm đấy. Và anh chị Thanh Tình chủ khách sạn Lao thì rất là nhiệt tình, và anh em đến thì lúc nào cũng đón tiếp niềm nở, có như người nhà ở đấy. Thật sự là mình cảm thấy rất là tuyệt vời, mà đi rất nhiều nhưng cũng hiếm khi là có nơi nào mà có chủ khách sạn nhiệt tình như thế, anh Tú nhỉ. Đúng rồi. Còn anh Tú thì thích món nào nhất ở Nha Trang? Thực ra anh thích nhất là ăn cơm. Vâng. Tất cả các thể loại cơm thì vâng, đi tỉnh nào anh cũng thường sẽ ăn cái món ăn gọi là truyền thống của vâng, người Việt Nam mình, đó là món cơm. Cho nên là đi đến Nha Trang đây thì anh cũng biết được rất là nhiều món cơm ngon. Vâng. Như Xuân Hữu thì biết rồi, cũng vâng, luôn luôn chọn món cơm mà mang tính chất là thôn quê, đồng quê, gần gũi với đời sống của người Việt Nam nhất, để quay chia sẻ lên YouTube, thậm chí là ăn chay nữa. Tú cũng là một người ăn chay cũng được rất là dài ngày. Nhưng cho nên là cái quan niệm về ẩm thực của Tú thì rất là đơn giản, không có thích thú về những cái đồ ăn mà nó siêu to khổng lồ hay là những món ăn sang trọng. Mình chỉ thích ăn những món ăn nó nhẹ nhàng vừa phải thôi, cũng không có tiêu chí gì đặc biệt cho đồ ăn cả. Bản thân của Tú là thế, mình không dành nhiều thời gian như thế. Nhưng mà đôi khi đi với anh em YouTube làm những kênh ẩm thực thì mình sẽ là kết hợp cùng anh em để trải nghiệm món ăn. Chứ còn bản thân Tú thì là một người cũng không có phải là đam mê, dành nhiều đam mê cho việc ăn uống đâu. Thì thật ra là mình đã từng là một người đi lính rồi. Rồi mình cũng từng hồi nhỏ được sống trong chùa này, trải qua nhiều cái môi trường khắc nghiệt rồi. Cho nên là bản thân Tú là một cái người mà ăn uống rất là dễ tính. Và hai nữa đó là không đề cao về cái việc ăn uống. Đấy. Anh Tú là cũng hôm nọ là cùng với Xuân Hữu với anh em đi vào trong cái Nha Trang xưa. Bây giờ là rất là muốn anh Tú sẽ chia sẻ một chút về cái cảm nhận của mình khi mà đến với không gian Nha Trang xưa đó. Có thể nói là không gian Nha Trang xưa là một trong những quán ăn mà đẹp nhất mà từ trước đến giờ mà Tú mà từng đi trải nghiệm. Thì chắc chắn rằng là tới đây có dịp mình sẽ quay trở lại Nha Trang là mình sẽ review cái quán đấy. Một
quán ăn đặc biệt, không gian đẹp và đồ ăn mà nói về buffet là rất là phong phú với những cái món ăn đậm chất truyền thống của người Việt Nam. Đấy, từ những cái món ốc nướng, hàu nướng, gà nướng, rồi nhiều những cái món ăn rất là dễ ăn và giá cả thì mình thấy là hợp lý, không gian đẹp, cho nên là với lại là có những không gian nhà cổ rồi nằm có cả hồ sen nữa, là mình rất là thích cái không gian đó. Thì tới đây quay trở lại Nha Trang chắc chắn là cũng đi về cái quán đấy. À, em cũng rất tiếc là khi mà mình không ghi lại những khoảnh khắc ở trong cái không gian xưa đó, lúc đấy là ghi hình trên kênh của anh Nguyễn Tất Thắng đó. Cả nhà muốn biết chi tiết không gian đó thì cứ lên kênh anh Nguyễn Tất Thắng để xem. Còn như Xuân Hữu với anh Tú chắc chắn là nếu mà quay lại Nha Trang thì sẽ đi vào cái không gian xưa đó, bởi vì cái không gian đấy rất là tuyệt vời, tái hiện lại những cái cảnh thôn quê đó ngày xưa. Mà cái này chắc cũng phải từ rất là lâu đời rồi đấy anh Tú ạ. Đúng rồi. Từ những cái cối cái quạt thóc á. Đó, anh không biết anh Tú để ý thấy có những cái quạt thóc và những cái chợ quê ở trong đó. Đúng rồi. Để lại rất nhiều những ấn tượng và những cái bếp đó, nấu theo cái kiểu truyền thống. Và buffet là người ta chỉ bán vào thứ 6 thứ 7 thôi anh ạ. 6 thứ 7 chủ nhật. Vâng, còn bình thường là họ sẽ bán đồ ăn khác. Ôi, phía bên này nhìn xuống dưới này đẹp quá. Wow, ui trời ơi. Đẹp quá. Quá đẹp. Bây giờ mình đang di chuyển đến đoạn nào rồi anh Tú nhỉ? Bây giờ mình vẫn thuộc Nha Trang, chạy ra ngoài kia chút nữa mình mới hết, tính ra đến huyện Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa. Vâng. Là nơi mình sẽ gặp anh khán giả của anh Nguyễn Tất Thắng, của bạn Thắng. Ôi anh ở bên này sương mù này. Không, thực ra cái trời nó hơi đục tí thôi. Đục nhưng mà khả năng nó cũng là cái hơi nước. Hơi nước nó bốc lên. Bốc lên. Cả nhà mình cùng ngắm này. Ở ngoài biển, ngoài đảo. Vâng. Sẽ đặc thù là trời nắng quá là sẽ hay bốc cái hơi này vào. Anh từng ra đảo Lý Sơn ở là ôi dồi ôi, cái này mà mình ở ngoài là mát lắm ấy. Hơi à, trời Nha Trang hơi nắng tí. Vâng. Nhưng mà là đúng như anh Tú chia sẻ là bình buổi chiều á, thì nó nóng, giờ tầm này là nóng đến tầm chiều, nhưng 3-4 giờ chiều là bắt đầu nó mát dần. Lúc đấy mà mát tới sáng luôn á. Đấy, cái vịnh ôm đẹp nhỉ. Mấy cái đoạn này mà bay vào lên cao thì nhìn thấy luôn nhỉ. Vâng. Ôi ôi đẹp thế nhỉ. Phía xa xa kia là chắc là tàu ngư dân đi đánh cá đấy anh ạ. Ờ, tàu người ta đi đánh cá đấy. Vâng. Anh ra làng thấy sương bay chưa? Ờ, thấy mà. Cái kia là không biết là đảo gì đấy anh Tú nhỉ? Đấy, nhiều đảo nhỏ lắm anh cũng chưa ra đấy nên này rõ. Hôm nọ ấy, đúng là theo kế hoạch là Tú tính là đưa anh em đi chơi mấy cái đảo nhỏ nhỏ ngoài này này. Vâng. Nhưng mà mình bị đau lửa đầu nên là cái hiệu suất làm việc nó giảm. Vâng. Đấy, cho nên là không có đưa anh em đi được. Với Mạc Minh đi về rồi nên là còn vui. Vâng. Nên là động lực không còn mấy nữa. Mấy hôm bạn Mạc Minh về là cũng gọi điện suốt, anh em gọi điện nói chuyện với nhau, kiểu xa nhau thật sự là một hành trình nó rất là dài, hơn 40 ngày xa nhau cũng rất là nhớ. Thực ra thì trong quá trình di chuyển này thì không muốn chia tay ai cả, cũng đều muốn kết thúc hành trình xuyên Việt thì mới chia tay nhau, nhưng mà mỗi người một công việc anh Tú nhỉ. Đúng rồi, anh nghĩ là Hữu vâng. Này để dành thời lượng clip để vâng. Đến điều cả. Vâng. Sẽ tiếp tục là chia sẻ đến quý khán giả thêm một cái cung đường đẹp ở ngoài đấy nữa. Vâng. Bây giờ xin mời cả nhà mình sẽ tiếp tục theo dõi hành trình video đến đèo cả nhé. Cả nhà thân mến, Xuân Hữu đã có mặt tại Ninh Hòa của Khánh Hòa và bây giờ đang dừng ăn cơm trưa cùng với các anh em. Và đến khu vực này thì có một cái bãi biển vô cùng đẹp. Đó, nên là Xuân Hữu đã ghi một chút hình ảnh ở đây để cho cả nhà cùng biết về nơi này nhá. Bây giờ xin mời cả nhà cùng trải nghiệm với Xuân Hữu video này. Wow, sóng biển ra sao đấy cả nhà. À, đây là những cái con tàu đánh cá của ngư dân đậu quanh cái bãi biển này. Sóng gợn, đây là thủy triều đang lên, sóng xô khắp khu vực này. Dọc này rất nhiều những chiếc tàu đánh cá lên trên kia. Để khu vực này cũng rất là hoang sơ.
anh em sẽ ăn cơm trưa ở đây cả nhà nhé. Rồi cả nhà nhá, mình cùng vào đây để chuẩn bị dùng cơm trưa. Quý vị thân mến, sau khi ăn cơm trưa cùng anh em thì Xuân Hữu lại cùng mọi người di chuyển lên Phú Yên. Và chuẩn bị đến Phú Yên thì anh em có dừng chân tại một cái quán ven đường và có view ngắm ra biển, phong cảnh vô cùng đẹp. Và đậu quanh đây là những chiếc tàu đánh cá của ngư dân dọc theo cái tuyến bờ biển ở đây. Khi mà chúng ta nhìn xuống biển thì rất là đẹp. Và mọi người có thể thấy là bà con đang thả lưới ở trên cái tàu đánh cá này. Đây là cái cung đường tí nữa anh em sẽ di chuyển tiếp lên Phú Yên này. Bây giờ thì đang dừng ở đây để tải video lên và anh em uống nước nghỉ ngơi một chút. Bây giờ cả nhà mình cũng sẽ ngắm toàn bộ cái khung cảnh ở đây. Wow, bên kia có một chiếc thuyền đang chạy đi thả lưới này. Đó, khoảng sang bên này thì sẽ còn nhiều những chiếc tàu đánh cá của ngư dân nữa, rất là nhiều. Cả nhà thấy. Ồ, bên kia có cái thúng này. Bơi cái này khả năng là khó lắm đấy cả nhà. Không biết là họ sẽ bơi kiểu gì, cái này mà mình không biết bơi là sẽ ra chắc là lăn quay ở giữa biển mất. Xa quá, phụ nữ chỉ zoom được cái đoạn này thôi. À, phía bên này là đó. Mà mọi người có để ý thấy không ạ? Hình như là ở đây bà con người ta sẽ khoảng 3:30-4 giờ chiều. Người ta sẽ di chuyển những chiếc tàu đánh cá ở đậu ở bên bờ, di chuyển ra đánh cá. Có khi họ sẽ đánh xuyên đêm đó, đến tầm 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng họ sẽ quay trở lại bờ và giao hàng hải sản tươi cho các thương lái. Đúng không? Đấy, con tàu này chạy rất là nhanh. Cả nhà có nhìn thấy ở đây đang chạy và đang di chuyển sang bên này. Không biết là khả năng cao là sẽ di chuyển sang đây để thả lưới này. Mọi người cũng biết là ngư dân ở trên biển thì người ta sẽ sống lênh đênh trên biển, đánh bắt hải sản, tôm cá và giao cho các thương lái để sinh sống bằng cái nghề đánh cá, đánh bắt hải sản. Đó cũng là một cái nghề của người ta rất là cực khổ, chứ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Khi mà có được những cái món hải sản ngon, bà con thì người dân người ta vất vả lênh đênh trên biển, cùng chịu đựng với sóng gió biển khơi mới có đánh bắt được cá tôm. Bây giờ mọi người sẽ cùng ngắm xa sang bên này. Phía bên kia thì cả nhà thấy để ý có một cái bè ở trên kia, khả năng là người dân ở đây người ta sẽ nuôi một cái gì đó, nuôi tôm hay nuôi cá gì đó, hoặc là người ta đánh bắt hải sản gì. Bên kia kìa, cả nhà nhìn thấy những cây trắng kia, đấy là những cái lưới người ta thả đấy ạ. Đó, hoặc là người ta sẽ bẫy mực, người ta sẽ thả những cái, đây là những cái phao thả trên kia, cái phao trắng kia đấy ạ. Bây giờ mọi người có thể cảm nhận đấy, mặt của Xuân Hữu này. Đó, thời tiết đang rất là nắng và đây là đang là hơn 3 giờ chiều, đó, gần 4 giờ rồi. Thời tiết rất là nắng cả nhà, và anh em trong quá trình di chuyển sau khi ăn trưa xong đã di chuyển lên đến đây và đã chọn cái quán tên là Dũng Năm. Đó, quán Năm Dũng cả nhà. Đó. Quán này thì có cái view ngắm ra bờ biển rất là đẹp. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy quán Năm Dũng thư giãn check in, view đẹp mắt này.
đúng như cái lời quảng cáo của quán. Thật sự vào đây rất là mát mẻ, thơ mộng. Đó, anh em đang nằm nghỉ ngơi, thư giãn và tải video lên. Đó, anh Sự cứ nghỉ đi. Mà bên này thì chúng ta cùng ngắm lại những chiếc tàu mà bà con ngư dân người ta sẽ đậu hết ở cái khu vực phía bên kia. Mà khu vực bên kia là khu vực mà người dân người ta sinh sống ở trên đó. Và đến giờ này là giờ mà bà con bắt đầu di chuyển ra phía ngoài biển để đánh bắt hải sản. Wow, thật sự là quá nhiều những chiếc tàu của ngư dân ở khu vực này. Mình đếm xem chắc cũng phải cỡ vài trăm chiếc. Biển đẹp thơ mộng và sóng dạt dào êm dịu, những làn gió mát nó lúc nào cũng thổi quanh đây. Cả nhà nhìn thấy những cái hàng cây bên đấy, loại gió đang thổi tà tà. Đó. Đây là tàu ngư dân bắt đầu đi chuyển ra ngoài biển đấy các bác đó. Vào không gian thì Xuân Hữu ấn tượng nhất là cái cây si này cả nhà. Cây si này tán rất là rộng và có rất nhiều những cái cành cây nó trồng sát lên nhau, tạo một cái bóng mát cho cái quán này. Thật sự cái cây này tạo bóng mát rất là tốt, cả nhà nhìn thấy mọc dày đặc tùm, cành này đen xen cành kia, vô cùng đẹp thơ mộng. Và phía bên này chúng ta sẽ ngắm ra biển, thật sự rất là thơ mộng. Dọc theo tuyến bên trong của quán sẽ có những chiếc võng đó, để cho mọi người có thể nằm nghỉ ngơi ở đây, chúng ta thư giãn một giấc đi chúng ta sẽ cảm thấy khỏe hơn. Và ở phía bên trong này thì bao giờ người ta cũng sẽ trồng một cái cây gọi là cái hoa giấy. Chiếc tàu này rất là bé nhé cả nhà nhé. Đó, rất là chênh vênh, không biết là bà con ở đây người ta làm sao có thể di chuyển được, đi được những chiếc tàu như này. Đúng là ở môi trường nào thì chúng ta sẽ quen với môi trường đấy, thì bà con ở đây thì chắc là người ta cũng quen với cái môi trường sinh sống ở trên biển rồi, nên người ta mới có thể lái được chiếc tàu di chuyển ra biển và đánh bắt hải sản như thế này. Khung cảnh đó, bà con di chuyển ra ngoài kia rất là nhộn nhịp như đi hội. Xuân Hữu có hỏi qua ở đây thì người ta chia sẻ ở đây khoảng 300-400 chiếc tàu đánh cá lớn nhỏ như thế này đang di chuyển ra ngoài biển khơi đánh cá. Người ta sẽ tập trung đánh cá vào buổi tối, đến rạng sáng 4 giờ sáng người ta sẽ di chuyển về đến đất liền tầm khoảng 5:30 hoặc 6 giờ gì đó, 6 giờ sáng. Quý vị thân mến, sau khi mà Xuân Hữu cùng với anh em lên đến cái điểm dừng chân này, Xuân Hữu rất ấn tượng với cái khung cảnh ở nơi đây. Đó, lúc nấy thì cả nhà cũng được ngắm cái cây si tỏa bóng mát, những hàng cây nó đang xen nhau, những cây nó đang tán lá rất là rộng tạo bóng mát cho cái quán ở đây. Và ở đây thì có rất nhiều những cái chiếc võng để cho anh em có thể nghỉ ngơi, uống nước và ngắm view ra bờ biển. Đặc biệt là cả nhà sẽ được ngắm đây là toàn bộ những chiếc tàu của ngư dân, và phía bên kia là ngư dân trên biển người ta tập trung sinh sống ở phía bên xa kia. Đó, và như Xuân Hữu đếm xuyên qua ở đây không biết bao nhiêu chiếc tàu, rất là nhiều. Và đến tầm giờ này là khoảng 4 giờ chiều, đây 4 giờ chiều thì bà con ngư dân bắt đầu di chuyển tàu đánh cá của mình ra ngoài biển khơi để tiếp tục những hành trình đánh bắt hải sản. Và không biết là bà con ở đây người ta bắt hải sản đến bao nhiêu giờ. Hơi ho cả nhà, nhưng mà khả năng bà con người ta sẽ đánh đi chuyển đến sáng luôn, đánh sáng tầm khoảng 4 giờ sáng hoặc 5 giờ sáng là có di chuyển về bờ để giao những cái hải sản tươi sống mà người ta đánh bắt được, giao cho các thương lái để ra chợ bắt đầu di chuyển đi cho các nhà hàng mà cần đến đồ hải sản tươi. Và bây giờ anh em sẽ ngồi ở đây uống nước nghỉ ngơi một lúc và tiếp tục di chuyển lên Phú Yên cả nhà nhé.